trong kho tàng của múa rối nước Việt Nam, các nghệ nhân trong các làng múa rối nước cổ truyền để lại cho chúng ta đến bây giờ vô vàn các tích trò. Múa rối nước ấy, tạo hình con rối nó rất là đơn điệu và nó khá cứng nhắc. Nhưng làm sao mà con rối nó có thể linh hoạt và nó hấp dẫn khán giả như vậy? Đó chính là từ mặt nước. Chính cái mặt nước mềm mại đó, con rối ngoi lên, nó có linh hồn trong đó, nó có những cái sự uyển chuyển và những lời thoại trong đó, nó làm cho con rối sống động hơn rất là nhiều. Và trong tất cả các tích trò của múa rối nước Việt Nam, lấy ý tưởng từ những cái công việc thường ngày của người nông dân. Tôi đến với nghệ thuật múa rối cũng như là nghệ thuật múa rối nước truyền thống của dân tộc Việt Nam xuất phát từ cái truyền thống gia đình. Bản thân cha đẻ tôi là ông Nguyễn Nam Bình, nghệ sĩ của nhà hát múa rối Việt Nam. Ngay từ bé tôi cũng rất hay được ông đưa đi biểu diễn ở khắp mọi miền của đất nước. Đến nay tôi đã tham gia biểu diễn cũng trên 30 năm. Một ngày có thể lên đến đỉnh điểm là 8 show diễn từ 12 giờ trưa cho đến 10 giờ đêm. Thế nhưng mà tăng nào cũng thế, chúng tôi nhận được những cái tràng pháo tay động viên của khán giả. Đấy là một sự khích lệ vô cùng lớn đối với những người nghệ sĩ phía sau màn biểu diễn như chúng tôi. Tôi cứ tò mò là sau bức rèm che kia, những người nghệ sĩ khổ luyện thế nào. Chắc là vất vả lắm, bởi rối thì nặng, nước thì lạnh, thật khâm phục. Lần đầu tiên tôi được đến Việt Nam và xem múa rối nước, thật sự ấn tượng với nghệ thuật truyền thống của đất nước các bạn. Từ âm nhạc, sân khấu đến sự sáng tạo của nghệ sĩ trình diễn. Thật tuyệt vời! Đài CNN của Mỹ đã đưa tin về nhà hát. Chính vì vậy, nó là một cái quảng bá rất là lớn cho văn hóa dân gian của Việt Nam. Trải qua một cái giai đoạn rất là dài, phải mấy chục năm thì nhà hát đỏ đèn liên tục, nghĩa là tất cả các đêm luôn luôn sáng đèn. Và chính vì vậy mới đạt được một cái kỷ lục châu Á. Cái môi trường làm việc của chúng tôi là phải ngâm mình dưới nước. Nhất là mùa đông thì các nghệ sĩ thì cũng rất là lạnh. Và phải lao động biểu diễn trong cái môi trường nó tương đối ẩm thấp. Diễn viên nữ thì cũng là vất vả hơn. Có nhiều cái bệnh nghề nghiệp. Đầu tiên là về thấp khớp, xuống nước ngâm nước lâu này, rồi dạ dày này, rồi về cả hô hấp. Chỉ là những người đứng sau phía sau màn điều khiển con rối, thổi hồn qua con rối. Có đôi khi cũng cảm thấy hơi chạnh lòng. Cái sự tủi thân đó được pha loãng ra bằng cách nào cũng không biết. Chúng tôi vẫn say sưa biểu diễn và điều khiển những con rối lên tới 15 cân trong một cái tiết trời xuống tới từ 6 đến 7 độ. Để làm được những con rồng uốn lượn như vậy trên mặt nước, diễn viên chúng tôi cũng đã phải tập luyện rất là lâu để có thể làm cho con rồng nó có hồn, nó mềm mại hơn, nó có thể phun ra lửa, phun ra nước. Chính cái mặt nước đã làm cho tiết mục rồng của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam đặc biệt hơn bao giờ hết. Thật sự là cảm thấy tự hào là mình đã đi theo một cái loại hình nghệ thuật cả thế giới đều ngưỡng mộ, đóng góp một phần rất nhỏ trong cái việc bảo tồn những cái văn hóa, những cái di sản truyền thống của ông cha ta để lại. Làm sao mình đưa được cái câu chuyện dân gian của Việt Nam đến với cả nhiều bạn bè thế giới.